Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 88 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Câu chuyện thứ 88, bài nói chuyện của Vicca, ngày 15 tháng 4 năm 1998. Đức Mẹ xin ta cầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày. Mẹ xin chúng ta ăn chay hai lần mỗi tuần, ngày thứ tư và thứ sáu, ăn bánh với nước lã. Điều tốt lành nhất mà mẹ xin chúng ta cầu xin là xin cho có đức tin vững mạnh. Khi Đức Mẹ xin cầu nguyện, mẹ không biểu ta chỉ cầu nguyện bằng lời nói. Mẹ xin mỗi ngày chúng ta cầu nguyện một cách vui tươi và cầu nguyện thật sự bằng trái tim. Và Đức Mẹ đưa ra một ví dụ thật hay. Các con thường có một chậu hoa trong nhà, và mỗi ngày trong chậu hoa đó, các con tưới một ít giọt nước vào, rồi các con thấy ngay các bông hoa ấy tươi nở, xinh đẹp như thế nào. Ví dụ này cũng áp dụng cho trái tim của chúng ta. Nếu mỗi ngày ta nhỏ vào trái tim mình những lời cầu nguyện, trái tim ta sẽ tươi nở như các bông hoa kia. Và nếu trong 2-3 ngày chúng ta không tưới nước, ta sẽ thấy các bông hoa tàn héo và rồi biến mất. Đức Mẹ còn thêm, nhiều lần đến giờ cầu nguyện, các con nói với nhau, hôm nay tôi mệt, ngày mai sẽ cầu nguyện. Và thế là ngày mai, chúng ta lại để ngày hôm sau nữa mới làm. Và cứ như thế, chúng ta xa dần việc cầu nguyện, và trái tim chúng ta bắt đầu hướng sang chuyện khác. Đức Mẹ bảo, giống như một bông hoa không thể sống mà không có nước, chúng ta cũng không thể sống mà không có ơn thánh của Chúa. Đức Mẹ còn nói, cầu nguyện không học được qua sách vở, không thể học hành mà biết, nhưng chỉ có việc là mỗi ngày cầu nguyện, và ta có thể tiến thêm một bước. Về việc ăn chay, Đức Mẹ nói rõ là người đau bệnh thì không buộc ăn chay với bánh mì và nước lã. Nhưng thay vào đó, những kẻ ấy có thể hy sinh điều gì đó mà mình thích nhất, điều gì mà trong lòng ao ước nhất. Những kẻ có sức khỏe cứ nghĩ, tôi không ăn chay được, tôi sẽ đau đầu mất thôi. Đức Mẹ nói với các kẻ này, được chứ, và các con hãy làm vì yêu mến Thiên Chúa, yêu mến mẹ. Các con chỉ có thiếu ý chí cương quyết mà thôi. Đức Mẹ ước ao tan ăn năn trở lại hoàn toàn, nên mẹ nói, các con thân mến, khi các con có một vấn đề hay một bệnh tật gì, hết thảy các con cứ nghĩ rằng Chúa Giêsu và mẹ ở xa chúng con. Không đâu,
chúng ta luôn luôn ở gần các con. Tuy nhiên, về phía các con hãy mở lòng mình ra, và các con sẽ thấy chúng ta yêu mến các con đến dường nào. Đức Mẹ mong muốn chúng ta làm các việc hy sinh, nhưng Mẹ còn mát ruột hơn khi chúng ta ngưng phạm tội, lìa bỏ tội lỗi của mình. Và Đức Mẹ bảo, Mẹ muốn ban cho các con sự bình an của Mẹ. Mẹ muốn ban cho các con tình yêu của Mẹ. Phần các con hãy đem các ơn ấy về với gia đình các con và với bạn bè của các con. Mẹ ban phúc lành cho mỗi người chúng ta, và Mẹ cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Đức Mẹ nói, Mẹ hài lòng hơn khi các con đọc kinh Mân Côi trong gia đình, có cha mẹ và con cái. Con cái và cha mẹ mà hợp nhất trong lời cầu nguyện như thế, thì Satan không thể làm hại các con được. Đức Mẹ bảo Satan luôn luôn tìm cách gây xáo trộn. Nó muốn phá rối các lời cầu nguyện của chúng ta. Nó muốn phá rối sự bình an của ta. Thế nên, Đức Mẹ nhắn nhủ ta hãy cầu nguyện nhiều hơn. Và vũ khí chống lại Satan là chỉ cần cầm lấy chuỗi tràng hạt trong tay. Đức Mẹ cũng khuyên nhủ ta hãy đeo một cây thánh giá nhỏ hoặc một mẫu ảnh nhỏ đã làm phép. Đó là dấu chỉ chống lại Satan. Đức Trinh Nữ Maria khuyên ta đặt thánh lễ ở trung tâm đời sống mỗi người, vì đó là giờ phút quan trọng nhất. Chính lúc đó, Chúa Giêsu sống động đến giữa chúng ta. Vì thế, Đức Maria ước muốn chúng ta mỗi lần đến nhà thờ dự lễ, hãy tiến lên rước lễ, chớ sợ hãi gì, chớ viện cớ gì hết. Mẹ cũng khuyên chúng ta xưng tội hàng tháng. Về vấn đề này mẹ bảo ta, nhưng các con đừng đi xưng tội chỉ vì đã phạm tội, nhưng hãy đi xưng tội để xin một vài lời khuyên của vị linh mục giúp cho các con khả dĩ bước đến. Đức Mẹ rất lo lắng đến giới trẻ khắp thế giới, bởi vì giới trẻ đang phải sống trong những hoàn cảnh rất gay go, và chúng ta có thể giúp các bạn trẻ bằng tình yêu và lời cầu nguyện của ta mà thôi. Đức Trinh Nữ Maria nói, hỡi giới trẻ các con thân mến, tất cả những gì thế gian hiến dâng cho các con đều là phù du cả. Satan đợi chờ những giờ phút trống rỗng để tấn công chúng ta. Và ngày hôm nay, Satan hoạt động rất nhiều ở nơi giới trẻ để chia rẽ các gia đình của chúng ta đấy. Đức Mẹ cũng nói, thời gian này là thời gian ân sủng. Mẹ muốn ta cầm lấy các sứ điệp của Mẹ mà đọc. Mẹ muốn chúng ta trở nên những kẻ chuyên chở sự bình an của Mẹ, và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Nhưng trước tiên, Đức Maria xin ta cầu nguyện cho sự bình an trong lòng mình, sự bình an trong gia đình và các cộng đoàn của chúng ta. Câu chuyện thứ 89, những lần hiện ra ban đêm. Thập kỷ 80 là thời hoàng kim của những lần Đức Mẹ hiện ra ban đêm trên núi cho nhóm cầu nguyện của giới trẻ trong làng. Dưới sự điều khiển của Ivan và Marisa, một hôm Marisa và Ivan quyết định leo lên núi, tổ chức một buổi cầu nguyện với vài bạn trẻ khác. Mục đích là để cảm ơn Đức Mẹ vì Mẹ đã hiện ra. Việc này được lặp lại 2 hay 3 lần. Bỗng nhiên một tối kia, không hề báo trước, Đức Mẹ hiện ra trên núi cho 3 thị nhân có mặt tại đó. Một cách tế nhị, Mẹ muốn cảm ơn họ và cho họ thấy Mẹ rất cảm kích về tâm tình biết ơn của họ. Người ta sẽ không bao giờ hiểu cho hết lòng Đức Mẹ cảm động
bởi những cử chỉ nhỏ nhặt như thế của chúng ta làm cho mẹ. Và mẹ hứa sẽ đến lại như thế vào ban đêm trên núi để huấn luyện họ. Và như thế nhóm cầu nguyện của Maria và Ivan đã được thành lập. Chính Đức Mẹ chỉ định số người tham dự và tên của các thành viên là 16 người, kể cả Ivan. Nhiều lần Vika cũng đến chung dự với họ, cùng với chị của cô là Anna, anh rể Nejo và vài người khác. Họ trở thành cột trụ của nhóm, được Ivan hướng dẫn một cách đặc biệt. Mỗi tuần 3 lần, nhóm ấy cầu nguyện 2 tiếng đồng hồ trên núi Krizovac, đôi khi trên đồi hiện ra Portbodo, và thường vào cuối cuộc họp, Đức Trinh Nữ hiện ra cho mấy thị nhân. Ivan truyền lại cho nhóm những chỉ thị của nữ mục tử Thiên Quốc. Nơi chốn và giờ hiện ra thì Đức Mẹ đã dặn trước cho Ivan. Trong buổi hiện ra thường nhật buổi chiều, có đôi lần Gospa bảo Ivan tập họp nhóm trong một nhà chứ không lên núi, vì mẹ báo cho họ biết cảnh sát đang rình trực họ trên đó. Mùa đông cũng như mùa hạ, bất cứ thời tiết nào, các bạn trẻ ấy cũng đáp ứng lời mời của Đức Mẹ. Gió lạnh căm căm của tháng Chạp, những trận mưa lũ của tháng 3 cũng không ngăn cản nổi họ leo lên núi ban đêm để đến chỗ hẹn. Nhiều khi mẹ còn cho biết những người hành hương có thể họp chung với họ. Và điều này ngày nay còn tiếp tục xảy ra. Đôi khi hàng chục ngàn người nghe tin cũng đã lên núi, hầu như không còn nơi nào trống. Thật là một quang cảnh đầy xúc động. Mục đích của Đức Mẹ không giống như các tiêu chuẩn về hiệu năng của loài người chúng ta, nghĩa là tìm cách thu nạp được càng nhiều bạn trẻ vào nhóm càng hay. Nhưng không, kế hoạch của Đức Mẹ không giống kế hoạch của chúng ta. Mẹ muốn huấn luyện một nhóm xung kích được tập huấn lâu năm trong trường của mẹ. Và nếu làng Mễ Du hiến cho hội thánh được 16 vị thánh, thì theo con mắt Thiên Chúa, thế cũng đủ để đạt được cái hiệu năng rồi. Đầu những năm 90, khi tôi, Sir Emmanuel, đến Mễ Du, tôi hiểu ngay rằng cái nhóm nhỏ ấy do Gospa lập nên là thành phần cốt cán, chủ lực và có thể nói không sai là đẹp nhất trong kế hoạch bí mật của mẹ ở Mễ Du. Chúng ta có đây một yếu tố độc nhất, vô nhị trong lịch sử, nhưng thực tế lại là một nhóm rất khiêm tốn. Ivan có tính rụt rè, nhóm chỉ gồm toàn những người trẻ trong làng. Những bài hát trong buổi nhóm lại rất thô sơ, không có linh mục, giờ họp không bao giờ được giao trong nhà thờ. Rồi mọi sự đều nghèo khó, khi quỳ thì đặt đầu gối trên những hòn đá lởm chởm, giữa hai chân của người bạn quỳ đằng trước, bên cạnh cái ô của một người bên trái, cái xác vai của người bên phải. Nhưng Đức Mẹ vui sướng biết bao khi thấy chúng tôi tụ họp quanh người. Người thường nói, mẹ vui sướng khi thấy các con tụ họp đông đảo ở đây chiều nay. Mẹ vui sướng, còn chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi như ở trên thiên đàng. Không ở đâu khác tôi cảm nhận sâu sắc thiên đàng gần gũi đến thế như tại đây. Không khí, mùi hương thơm, sự cô đọng, một cái gì đó không biết, đem chúng tôi ra khỏi thời gian không gian và dìm chúng tôi vào trong sự sung mãn của Thiên Chúa. Đấy, Mễ Du đích thật là như vậy, không tô không vẽ. Tôi nhớ đến một giai thoại cảm động. Một chiều kia, Vika thay mặt Ivan đang đi truyền bá Mễ Du ở bên Hoa Kỳ. Cô trèo lên núi Krizovac nhanh nhẹn, mạnh mẽ, như một người đường rừng, và cô đã đến quỳ trước cây thánh giá.
hầu chuyện Đức Mẹ trong buổi hiện ra. Cô có xin tôi thông dịch thông điệp của Đức Mẹ cho khách hành hương, nên tôi đến quỳ cạnh cô và có thể quan sát cô dễ dàng. Cuộc đối thoại đang diễn ra, tôi không thể họa lại các cử chỉ và nét mặt diễn tả của Vicca. Các bạn có thể xem những băng video và kéo dài 20 phút khi Vicca trao thông điệp bằng tiếng Croat cho tôi dịch lại, thì chỉ vọn vẹn có một câu: các con thân yêu, ở nhà các con hãy cầu nguyện năm sự mừng của Kinh Mân Côi trước Thánh Giá và cầu nguyện theo ý chỉ của mẹ. Tôi nói với Vicca, có thế thôi ư? Tôi thấy Gospel nói nhiều lắm với cô cơ mà. Cô đáp, trước tiên Gospel cầu nguyện, rồi ban thông điệp, sau đó chúng tôi nói những chuyện của chúng tôi. Câu đáp thật là dễ thương. Những chuyện của chúng tôi đó là gì? Tôi không muốn hỏi thêm, nhưng đã rõ là mối quan hệ thân mật giữa các thị nhân và Mẹ Thiên Chúa sau 15 năm hiện ra thật là tuyệt vời. Vicca là một thị nhân quê mùa nhất trong 6 người. Có những kẻ khinh thường cô vì số vốn từ ngữ của cô hạn chế. Cô nói sai văn phạm, nhưng nữ vương thế giới lại thích thú đến nói chuyện với cô về những chuyện đời, thường là có cả những chuyện xảy ra trên trời. Đó là nhu cầu của tình yêu mẹ. Câu chuyện thứ 90. Những vì sao băng. Cô Marisa kể lại thời những lần hiện ra đầu tiên. Gospa thường yêu cầu chúng tôi cầu nguyện theo các ý định và các kế hoạch mẹ đang thực hiện. Một ngày nọ, mẹ xin chúng tôi làm tuần cửu nhật để cầu nguyện cho một việc rất quan trọng mà mẹ mời tất cả làng lên đồi vào lúc 2 đến 3 giờ sáng để cầu nguyện trong vòng 9 đêm. Đa số dân làng đều vâng theo. Đức Trinh Nữ đã hiện ra cho chúng tôi, những thị nhân, và đến đêm cuối cùng đã xảy ra một điều lạ khó tin. Đang khi chúng tôi diện kiến mẹ, người dân làng thấy sao trên trời rơi xuống hướng về nơi mẹ đang ngự, giống như bị nam châm hút. Các vì sao lướt trên người mẹ như thể kết thành một chiếc áo choàng ánh sáng, rồi rơi xuống đất. Khi chạm tới đất, các vì sao dội ngược lên trời, tung tóe thành muôn vạn ngôi sao. Khi thấy các vì sao rơi xuống từ trời, dân làng thấy đều khiếp sợ, có kẻ kêu la lên. Đấy, tận thế rồi đấy, tận thế rồi đấy. Họ sợ quá, đến nỗi họ ở lại suốt đêm trên đồi để cầu nguyện. Nhưng chúng tôi, những thị nhân lại chẳng thấy gì cả. Suốt thời gian hiện ra, mẹ vẫn như mọi ngày. Chúng tôi chẳng thấy trời, chẳng thấy sao, chẳng thấy cái gì xảy ra chung quanh mình cả. Sau buổi thị kiến, dân làng mới kể lại cho chúng tôi tất cả. Do đó, chúng tôi quá đỗi vui mừng, vì trong thời kỳ ấy, chúng tôi luôn bị hăm dọa và bị bắt giam. Chúng tôi tự nhủ, được rồi, nhỡ ra có bị giam tù, thì tất cả dân làng sẽ làm chứng thay cho chúng tôi về những việc Đức Mẹ đã làm tại đây. Bây giờ, thì Đức Mẹ có thêm nhiều nhân chứng mới.
câu chuyện thứ 91, chuyện các thiên thần. Tháng 10 năm 1987, sau lễ các thánh thiên thần bản mệnh, Marisa đến ẩn mình ở một hòn đảo ngoài khơi thành phố Split. Cùng đi với cô có 3 người bạn, một người trong số là trùng sinh. Buổi tối nọ, các bạn nhận thấy Marisa có vẻ thấp thỏm điều gì sau khi được mẹ hiện ra. Hồi đó các thị nhân vẫn còn có mặt bên nhau trong cuộc hiển linh. Nhưng ngày hôm đó, Marisa khởi sự những bước đầu tiên trong một hoàn cảnh mới. Một mình cô đón Gospa đến thăm, nhưng điều khiến cho cô ngạc nhiên có nguyên nhân khác. Cô nói với các bạn: "Các bạn biết không, chiều nay Gospa có một hành động khá kỳ lạ. Mẹ đã ra bài làm cho chúng ta. Mẹ xin chúng ta viết thư cho thiên thần bản mệnh của mình và ngày hôm sau trao lại cho mẹ." Một chị bạn của Marisa kể cho tôi, tức là sơ Emmanuel, nghe. Em cũng không tin nổi câu chuyện. Em có ngờ đâu mình cũng có thể viết thư cho thiên thần bản mệnh, và thiên thần lại thích đọc thư. Em thật sự bối rối, vì bao nhiêu năm qua, em chẳng có nói chuyện một câu nào với thiên thần bản mệnh của em. Có hồi còn nhỏ, khi biết được mình có một thiên thần giữ mình, thì em có nói với thiên thần, nhưng điều này cũng chẳng kéo dài bao lâu. Thế mà giờ đây, trong 24 tiếng đồng hồ, em phải viết thư cho thiên thần. Vậy là cả 4 chúng em chăm chú làm bài vở như lời mẹ yêu cầu. Khi Gospa trở lại hôm sau, thì có thiên thần nhỏ xíu tháp tùng. Marisa cắt nghĩa cho chúng em là các vị đó xem giống như trẻ con mới 2 tuổi. Chị không biết có phải thiên thần bản mệnh không, vì Gospa không giới thiệu gì cả. Nhưng có cả thầy 5 thiên thần. Các vị nhìn tụi em đăm đăm. Phần em cảm thấy trong số đó có một thiên thần của riêng em. Tối hôm đó, Gospa kêu mời chúng em hãy kết bạn với thiên thần bản mệnh của mình, xin ơn phù trợ của người. Mẹ bảo với chúng em hãy xin với người ơn này ơn kia, xin người giúp một dịch vụ gì đó. Hôm sau, thư của chúng em viết đem đặt dưới chân của Gospa. Sau này, chúng em đã đem đốt hết. Những ngày tháng tiếp theo, chúng em hay trao đổi với nhau về chuyện các thiên thần bản mệnh của chúng em. Và chúng em ý thức được sự hiện diện của các vị, sự trợ giúp của họ. Điều ấy làm chúng em thật là vui. Một niềm vui mừng đặc biệt. Mỗi chúng em đều tập trao đổi một cách hoàn toàn mới lạ với thiên thần của mình, và sự việc ấy đã thay đổi cuộc sống của chúng em. Nhiều biến cố lạ lùng đã xảy ra với chúng em nhờ sự can thiệp của các thiên thần bản mệnh. Xin đan cử một ví dụ. Chỉ một ít lâu sau, vụ ở đảo với Marisa, em đi Munich với bạn của em là Milona và ở lại đó vài ngày. Milona có mặt tại đảo. Khi hai chúng em chuẩn bị trở về chuyến Munich, mễ du bằng ô tô, em liên tưởng tới một vị linh mục thánh thiện mà em quen biết tại Verona, Ý, và em ước ao mau chóng được gặp mặt ngài, cho Milona cũng gặp luôn. Nhưng có nhiều điều làm em e ngại. Nếu phải ghé qua Verona thì cũng mất thêm 5 giờ hành trình nữa, và vị linh mục này đang phải chịu đựng một chứng bệnh rất nặng, phải nằm liệt giường và từ nhiều tháng qua không chịu tiếp bất cứ ai. Hơn nữa, phải băng qua 2 cánh cửa bên ngoài kế cận với cung vòm Verona, một loại dinh thự cổ, rồi mới có thể bấm chuông nhà ngài.
hôm ấy là Chủ nhật, và chắc không ai ra mở cửa cho chúng em cả, cũng không có chuông nữa. Nhưng sáng kiến phải có cuộc hành trình đến đó mãnh liệt thắng mọi chướng ngại vật. Vị linh mục thánh thiện này là cha Don Bosio, từ trần năm 1995, đã khiến chúng em nghĩ, chỉ cần bắt gặp được cái nhìn của Ngài, cũng đủ giúp gặp được Thiên Chúa một cách lạ lùng. Chúng em lên đường, và đi được vài cây số, chúng em thử gọi điện thoại về Verona. Bỗng có người ở đầu máy trả lời, cha Bosio không tiếp ai, nhưng Ngài sẽ trả lời điện thoại từ 4 đến 5 giờ chiều. Như vậy, về phương diện loài người, coi như sự việc đã thất bại, chúng em quyết định bắt các thiên thần bản mệnh của mình phải ra tay. Trước tiên, chúng em xin các vị đến gặp cha Bosio, hỏi Ngài xem chúng em có tới được không, và xin các vị đem câu trả lời cho chúng em ngay trong lòng. Sau khi cầu nguyện được mấy phút, thì bỗng thấy mình tràn ngập niềm hân hoan, và hiểu ngay đó là dấu hiệu tích cực để khởi sự chuyến hành trình dài 5 tiếng đồng hồ tới Verona. Tiếp đó, cứ mỗi nửa giờ chúng em lại phái các thiên thần đến với cha Bosio. Số là theo sự tính toán của chúng em, thì không thể nào đến Verona theo múi giờ còn sử dụng được. Dù bằng điện thoại, các thiên thần phải thực hiện hai nhiệm vụ. Thứ nhất, về các cửa ra vào, phải làm sao cho cánh cửa lớn của tu viện và của nhà dòng mở ra, và có ai đó ở nhà để cha trả lời. Thứ hai, về bản thân của cha Bosio, cha phải được thông báo trước rằng chúng em sắp tới gặp cha. Khi vừa đến, chúng em thấy cả cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều mở rộng. Chúng em bắt đầu tiến vào cầu thang bậc cửa của nhà cha, ngước mắt lên. Thì ô kìa, điều gì thế? Đích thân cha Bosio xuất hiện. Cha đứng ngay ở bậc cuối, nhìn chúng em đang leo lên. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.